hướng dẫn bán ngoại tệ. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn mua bán ngoại tệ. Chọn bán ngoại tệ. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin. Chọn loại giao dịch real time hoặc giao dịch chờ. Chọn một tài khoản thanh toán từ danh sách tài khoản thả xuống. Số dư khả dụng của tài khoản đó tự động hiển thị sau số tài khoản. Nhập thông tin giao dịch cần tạo và các trường tương ứng tại giao diện để tạo giao dịch. Thực hiện nhập thông tin theo mẫu. Trường hợp chọn loại giao dịch real time. Chương trình tự động hiển thị tỷ giá của Vietinbank tại thời điểm khởi tạo giao dịch. Trường hợp chọn loại giao dịch chờ. Nhập tỷ giá mục tiêu. Hiệu lực của giao dịch chờ. Chọn giờ hiệu lực, ngày hiệu lực. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Bước 5. Hoàn thành. Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Để in chứng từ của giao dịch, nhấn nút in. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch bán ngoại tệ khác, nhấn nút tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt. Bước 1. Trên màn hình, danh sách giao dịch chờ phê duyệt. Để phê duyệt giao dịch theo lô, chọn các giao dịch cần phê duyệt. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt. Rà soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeePass Vietinbank OTP. Chọn hiện mật khẩu nếu quý khách muốn xem mật khẩu KeePass Vietinbank OTP đã nhập. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn nút quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.